hai tư thế ngủ mà người đau vai gáy nên áp dụng từ hôm nay. Thì tư thế đầu tiên đó là tư thế nằm nghiêng. Thì nằm nghiêng là tư thế ngủ được đánh giá cao cho những người đau vai gáy bởi nhiều cái chuyên gia. Thì trong đó tư thế nằm nghiêng về phía bên trái được đánh giá là có nhiều cái tác động rất là tốt hơn cả. Thế vì cái tư thế này nằm nghiêng có thể cải thiện nhiều cái vấn đề sức khỏe như là tăng cường quá trình lưu thông máu này, hạn chế áp lực lên cổ và dạ dày và cải thiện cái vấn đề về tiêu hóa, thuyên giảm rất là nhanh tình trạng, đặc biệt là tình trạng đau nhức này, ngăn ngừa cái hội chứng Parkinson và Alzheimer. Theo đánh giá của các chuyên gia thì đây là tư thế ngủ đặc biệt phù hợp những bệnh nhân đau vai gáy khi đối mặt với cái câu hỏi về việc gì nên hay sử dụng gối cao hay là gối thấp thì người bệnh nên chọn gối vừa phải. Thì bên cạnh đó thì người bệnh nên đặt một cái chiếc gối ở hai đầu để giúp để giảm đau hiệu quả. Và tư thế thứ hai là nằm thẳng. Việc giảm đau vai gáy khi ngủ tốt nhất là nằm thẳng. Thì tư thế sẽ để hỗ trợ cho người bệnh và giúp giảm đau nhức. Khi nằm thẳng thì trọng lượng của sức ép cơ thể sẽ được phân bố đều ở trên cơ thể, giúp hạn chế cái áp lực tới vùng cổ và cột sống. Thì ngoài ra thì tay chân sẽ không bị bị vướng hay bị tê bì. Nhưng mà tuy nhiên nhé, cái tư thế ngủ này thực sự hiệu quả đối với người bệnh cần chọn cái chiếc gối có chỗ độ cao vừa phải, thấp hơn 10 cm để duy trì một cái sự trung lập, để ngăn chặn cái tình trạng di chuyển khi chúng ta ngủ. Nên đặt hai chiếc gối ở hai bên hông. Nếu người bệnh đau vai gáy và lưng ấy, thì cần thêm một chiếc gối ở dưới chân và một cái khăn cuộn ở vùng bụng của chúng ta. Và điều này sẽ giúp giảm đau và tăng cường cái lưu thông máu tốt hơn rất là nhiều, và từ đó giúp quá trình phục hồi sức khỏe nhanh hơn.